Ngoài Bắc nuôi được mai vàng, miền Nam không nhỉ? Phải thử mới biết được. Mai to thì không có tiền mua nên mua mai con về nuôi vậy. Cây mai giống như này mua trong miền Nam chỉ 10 đến 20 nghìn thôi. Nuôi được 5 tháng thì thân nó to hơn thì mình có thể bắt đầu uốn rồi. Thân này nó cũng hơi cứng rồi. Mình sẽ dùng dây 5 ly để vào. Uốn kiểu này thì rất là cơ bản dành cho những người mới chơi. Nhưng mà từ cái dáng cơ bản này thì mình có thể làm rất nhiều kiểu. Mà các bạn để ý mà xem, Tết người ta bán mai vàng kiểu này nhiều lắm. Người ta hay gọi là dáng long hay dáng rồng, rắn, run hay là chữ S thì đều được. Sau đó thì cuốn dây và uốn như mình làm thôi. Thêm 10 tháng thì nó mới lớn được như này. Mình đã gỡ dây và cây nó cũng vào form như mình muốn rồi. Sau cây to thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Mai vàng trồng ở miền Bắc cũng khá là lâu lớn, nhất là mình trồng từ cây con. Lúc đầu thì rất là lâu, tầm này thì thân nó to bằng ngón tay giữa rồi. Cây giai đoạn này thì bắt đầu phát triển nhanh rồi. Mình cứ để như này, tưới nước đầy đủ thôi. Cỡ thêm 1 năm nữa là gốc cũng to tương đối. Nuôi khi nào thân nó to bằng cổ tay, lúc đó mình cắt ngắn lại. Và đến lúc đó thì mình mới bắt đầu nuôi tay cảnh. Uốn kiểu con run con rắn này thì nó rất là dễ. Mình cứ sử dụng dây nhôm đen đúng kích cỡ là mình uốn được thôi. Còn bạn nào mà chưa có dây nhôm thì ới mình. Rất nhiều bác hỏi cây con thì uốn như nào cho nó đẹp, thì mình vẫn bảo là bỏ ra vườn nuôi thêm một vài năm cho nó to đã. Các bạn mà huấn luyện được cái thân cái bệ nó đẹp thì cây càng giá trị. Nhiều khi một cái phôi chất lượng có khi mất vài chục năm chỉ được cái bệ và cái thân mà chưa có tay cảnh luôn. Nên bác nào mà muốn nhanh đẹp thì chỉ có đi mua thôi. Giá của những cái phôi đẹp nó cao hơn rất là nhiều so với những cái cây bình thường mà hoàn thiện. Với những bạn bắt đầu chơi mình chưa có điều kiện thì mình có thể mua cây giống và uốn định hình như này. Cây nhanh lớn thì 1 năm, cây lâu thì 2 năm là có phôi. Thêm một cây mai vàng mình trồng ngay cạnh, cũng nuôi cùng cây kia luôn nhưng mà bé hơn. Nuôi được 1 năm thì nó ra hoa như này, nhưng mà gốc nó vẫn bé xíu. Cây trước thì nó cũng ra hoa rồi nhưng mình không có quay. Cây này thân bé nên mình dùng dây nhôm 3 ly thôi. Cây tuy bé nhưng được cái bộ rễ khá là đẹp. Cây này thì mình sẽ uốn kiểu quái quái một tí. Dáng này mình gọi là dáng tể tướng lưng gù. Sau 4 tháng thì cây nó đã vào nếp được như này. Cây này mình mới gỡ dây được một thời gian thôi. Lúc mới gỡ thì cái thân nó hằn lắm. Mới có một thời gian mà bây giờ nó sắp liền rồi. Mình cứ uốn định hình và mình dựng ngọn lên. Cỡ 1-2 tháng thì mình gỡ ra thì cây vẫn lớn bình thường. Nhiều bạn cứ bình luận bảo uốn như này thì không bao giờ lớn. Vào dây thì nó quá chậm lớn hơn. Mình cứ tưới nước đầy đủ, đủ ánh sáng thì cây lớn bình thường. Sau đó thì mình gỡ ra thì cây như bình thường luôn. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải dựng ngọn lên, không là cây nó không lớn. Nếu có những cành thở ở thân như này đừng có cắt, giữ lại nuôi cho nó nở cái thân và nở cái bệ. Không là thân nó bị to đều, không có độ côn. Côn ở đây là gốc to ngọn nhỏ.